chị muốn xem sự thay đổi của mình nhiều không ạ? Nãy giờ ngồi mà hồi hộp lắm, xem coi nó trẻ không. Dạ, vậy thì bây giờ em sẽ đưa cho mình xem gương. Đây, chị thấy cái hiệu quả của mình như thế nào ạ? Căng mà rảnh cười nó mất rồi. Dạ. Như mong đợi nhé. Mình trong cái lúc điều trị á, chị có cảm thấy khó chịu hay gì không ạ? Không, em hoàn toàn không thấy gì hết, cảm thấy dễ chịu lắm. Không có biết là đau rát là gì luôn á. Dạ. Vậy thì với cái công nghệ mà nãy giờ mình làm đó, thì mình cảm nhận được là sau khi điều trị nửa gương mặt mình thấy khác nhiều đến như thế nào ạ? Tâm sự thiệt với em luôn á, khi mà mỗi lần mà soi gương á, dạ, mình không có tự tin, cảm thấy buồn bởi vì sao mà theo năm tháng á, vết nhăn nó càng ngày càng nhiều mà dạ, đến đây á, mình tin tưởng mình được cảm thấy là trẻ ra, trẻ hơn mong đợi luôn, thích dạ lắm. Giờ mong sao làm nữa bên đây đẹp như cái bên làm rồi nha. Dạ, là em thấy là cái cung chân mày với lại cái nếp nhăn của mình nó đỡ nhiều quá chị. Nếp nhăn, đặc biệt là nếp nhăn, chị có thấy vậy không ạ? Chị thấy nó mờ hẳn luôn á, bớt dạ, rồi mà da nó căng bóng lên luôn. Em mới chỉ là bước đầu thôi đó chị. Mình trong vòng khoảng tầm 1 đến 3 tháng thì collagen và elastin dưới da nó còn tăng sinh nữa, còn đẹp nữa chị nha. Chắc là sẽ không có để chị chờ lâu nữa đâu. Em sẽ mời mình nằm xuống để bác tiếp tục điều trị nửa gương mặt còn lại cho mình. Rồi em sẽ mời mình xem gương để xem được toàn bộ gương mặt của mình như thế nào sau khi điều trị chị làm nhé. Quá nôn nóng luôn, xin bác làm tiếp cho em đẹp giống bên đây nha. Dạ, mình dạ chị yên tâm. Dạ, vậy mình nằm xuống để bác điều trị cho mình ạ. Dạ. Cả nhà thấy như thế nào, thích quá đúng không ạ? BB Thanh Mai đang giữ trong tay bí kíp trẻ hóa da và giữ mãi nét thanh xuân của mình. Còn chần chờ gì nữa mà nhà mình không nhấc máy lên, gọi ngay cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai 1800 6617 để được thăm khám da trực tiếp với bác sĩ và được lên lịch hẹn nè, điều trị trẻ hóa da để mình trẻ hơn, tươi hơn, tự tin hơn và thành công hơn trong cuộc sống. Chào cả nhà và đón cả nhà ở những cái buổi live tiếp theo nhé.